Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với hãng máy xúc Dosan Babylon, là nhà phân phối độc quyền máy xúc nào tại Việt Nam. Và trong quá trình sử dụng, các bác tài thường xuyên sẽ gặp một số các cái lỗi ở trên máy. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn một số cách lỗi vào để kiểm tra và xử lý lỗi ở trên máy xúc đào trên model DX190VK3. Và trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu khởi động màn hình. Chúng ta cần phải chờ thời gian để màn hình khởi động xong. Sau khi 3 tiếng tút và màn hình sẽ trở lại bình thường, thì khi này đang có một lỗi rất cơ bản đang hiển thị trên màn hình. Và khi mà đã xuất hiện lỗi này thì chúng ta sẽ không có thể khởi động được động cơ. Thì lúc đấy chúng ta cần phải kiểm tra, thứ nhất là tay đi số cần phải về vị trí mo, và công tắc P cần phải để ở vị trí tắt. Và sau khi đó trên màn hình sẽ mất lỗi, thì lúc này chúng ta mới có thể khởi động động cơ được. Ở trên màn hình thì là màn hình này là được trang bị là màn hình cảm ứng 8 inch. Và đầu tiên chúng ta sẽ vào kiểm tra các thông số ở trên máy. Thì chúng ta sẽ vào mục bên này, rồi chúng ta vào mục monitor. Và ở trên này nó sẽ hiển thị các cái áp suất bơm trước, bơm sau, biến áp AQ và chiết áp ga tay, bình nhiên liệu và vòng tua động cơ. Để chúng ta cần kiểm tra cái áp suất bơm trước, bơm sau của bơm thủy lực chính, thì chúng ta chỉ cần vào mục này và chúng ta sẽ nâng cần lên. Chúng ta sẽ ép giữ im trong vòng 5 giây, áp suất sẽ được hiển thị hai bên cân bằng nhau. Và đây là cách kiểm tra áp suất. Và trên màn hình này có cả hệ thống tiếng Việt. Chúng ta có thể vào mục Go Palen và vào mục Set Language. Chúng ta sẽ kéo xuống và chúng ta chọn tiếng Việt. Và sau đó là chúng ta trở về thì màn hình đã trở về tiếng Việt. Và khi này chúng ta nếu mà muốn chúng ta xuất lỗi ở trên máy vào các vị trí sâu bên trong, thì chúng ta cần phải nhấn tay vào, chúng ta nhấn tay vào phía góc bên phải phía trên của màn hình theo đúng vị trí của tôi bấm. Và khi này là màn hình sẽ vào phía bên trong, thì chúng ta cần xem thông tin lỗi và xem thông tin lỗi hiện tại. Và thì là trên màn hình đang báo một cái lỗi rất là phổ biến ở trên các dòng máy xúc rốt. Và chúng ta cần phải kiểm tra cái lỗi ở đây, cụ thể là lỗi VPV001-05. Thì nó đang báo là lỗi bơm thủy lực. Vâng, thì lúc này chúng ta cần phải kiểm tra, thứ nhất là phải kiểm tra cái công tắc van điện bơm ở phía sau này. Và sau khi chúng ta bật công tắc ra phía đằng sau thì trên màn hình đã không còn báo lỗi nữa. Và chúng ta có thể vào kiểm tra lại lỗi vào thời gian hiện tại. Và bây giờ là trên màn hình đã không còn báo lỗi nữa. Ở khi này máy có thể là làm việc một cách thông minh và hiệu quả nhất. Khi chúng ta muốn sử dụng búa, chúng ta chỉ cần nhấn công tắc về bên búa và trên màn hình đã hiển thị búa. Và chúng ta nếu mà chúng ta cần thay đổi cái lưu lượng và tốc độ làm việc của búa, thì chúng ta chỉ cần là thay đổi lưu lượng trên này. Đây là mức búa sẽ là làm việc ở chế độ cao nhất mà chúng ta có thể thay đổi từ nhỏ đến cao và tùy theo cái tính chất công việc của chúng ta. Và chúng ta nhấn OK. Đó, thì lúc đó là búa sẽ nhận làm việc ở cái mức theo yêu cầu của người cài đặt. Chúng ta có thể là thay đổi các chế độ làm việc ở trên màn hình. Thì chúng ta ở đây sẽ có 3 chế độ: Economy là tiết kiệm nhiên liệu, và tiêu chuẩn, và chế độ Power. Và sau cuối tùy chọn, chúng ta sẽ chỉ cần tích vào đây và nó sẽ lựa chọn được chế độ làm việc ở các mức ga làm việc khác nhau. Và ngoài ra chúng tôi còn cung cấp đầy đủ phụ tùng chính hãng Dosan và Divelon, bao gồm dầu 10W40 dùng cho máy động cơ kim phun điện tử, và dầu 15W40 dùng cho máy kim cơ, và dầu 80W90 dùng cho hệ thống cầu, wire và quay toa. Công ty DCC là đơn vị duy nhất phân phối các sản phẩm máy xúc đào và phụ tùng
Dosan Divinon chính hãng tại Việt Nam. Vâng, đó là tất cả các cái cách kiểm tra suất lỗi và các chế độ làm việc ở trên model DX190VK3 máy xúc đào bánh lốp. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi kênh video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trên những video tiếp theo.